Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ông Nguyễn Phú Trọng khơi lại vụ án Tisco 2, Hoàng Trung Hải đang run. Vào ngày 20 tháng 12, bất chợt có bài viết vụ găng thép Thái Nguyên không định giá nổi thiết bị do nhà thầu Trung Quốc cung cấp. Là một hiện tượng rất lạ, bởi vụ án này đã lắng xuống từ nhiều tháng nay khi mà ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật cách chức và tuyên truyền công tác đối với ông Hoàng Trung Hải vào ngày 7 tháng 2 năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật cách chức ấy là sai phạm có liên quan đến dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty găng thép Thái Nguyên, tức là dự án Tisco 2. Và như chúng ta đã thấy, cuối cùng những công ty của nhà nước lần lượt khai báo lỗ và phá sản. Đây là hình ảnh bài báo khơi lại sai phạm của ông Hoàng Trung Hải. Nhìn tình hình chung thì những ngày gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng cho giáo giết, bắt giữ và xét xử nhiều nhân vật tham nhũng cộng cán, bắt Tất Thành Cang, xét xử Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Đức Trung, Đinh La Thăng, v.v. Và Hoàng Trung Hải đang vướng tội nên ông ta phải biết lúc này là lúc nguy hiểm nhất. Ông ta có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Sai phạm của ông Hoàng Trung Hải bắt đầu bị khui ra từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Lúc đó, ủy ban này cũng đề nghị xét xử kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã có vi phạm khuyết điểm khi cho một số ý kiến chỉ đạo đối với dự án Tisco 2. Đây chính là phát súng lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra với các đồng chí của mình. Tiếp theo đó, vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị tại Văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Chính trị cho rằng trong thời gian giữ cương vị của Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những sai vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty găng thép Thái Nguyên, hay còn gọi là dự án Tisco 2. Và ngay ngày hôm đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra quyết định kỷ luật ông Hoàng Trung Hải. Những sai phạm của ông Hoàng Trung Hải ở dự án Tisco 2, ngay từ đầu năm 2020, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của cán bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ trong hợp đồng EPC số 01, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc phải xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC số 01 của dự án Tisco 2, và tăng chi phí phần C của hợp đồng. Ngoài ra còn cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Tisco 2 và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng và đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Cũng theo bản kết luận của cuộc họp vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã nói rằng ông Hoàng Trung Hải đã thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra theo quy chế làm việc của Chính phủ nên không phát hiện được việc Tisco đã tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC số 01 và giao cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam thực hiện, đã làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng EPC nói trên. Ngoài ra, ông Hoàng Trung Hải cũng đã đồng ý cho Tisco thanh toán các khoản chi phí trả cho MCC không đúng với hợp đồng EPC số 01 của dự án Tisco 2. Bộ Chính trị đã kết luận những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. Đây là hình ảnh Tisco 2, có thể là cái tên đã đưa Hoàng Trung Hải vào tù. Chưa đầy một tháng, vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Bộ Chính trị đã cho cách chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội và chuyển về làm Phó ban soạn thảo văn kiện của Đại hội. Đây là một vị trí chờ ngày tích hợp đem ra truy tố. Có thể nói, khi báo chí moi trở lại sai phạm của dự án Tisco 2, thì tâm trạng ông Hoàng Trung Hải không khác gì ngồi trên đống lửa. Bộ Công an đã điều tra Tisco 2 từ lâu và hồ sơ đã khá đầy đủ, theo báo Thanh Niên chia sẻ. Và vụ án sai phạm xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty cổ phần găng thép Thái Nguyên Tisco 2, kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, từ tháng 6 năm 2019, ban lãnh đạo dự án này đã có văn bản yêu cầu Hội đồng định giá tài sản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên định giá tài sản là 42 xe ô tô các loại và 5 đầu máy đi rẻ các loại. Lúc đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập hội đồng định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, sau 6 tháng tiến hành định giá, Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thái Nguyên đã ra văn bản từ chối định giá
do không có đủ cơ sở, căn cứ, thông tin và điều kiện để tiến hành định giá. Vào tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thành lập hội đồng định giá tài sản nêu trên. 4 tháng sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập hội đồng định giá tài sản theo vụ việc. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6 năm 2020, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản cho biết không đủ thông tin và cơ sở để tiến hành định giá, đồng thời cho biết yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an là vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của thành viên hội đồng định giá Bộ Giao thông Vận tải. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Tisco đã ký hợp đồng chọn gói EPC với nhà thầu Trung Quốc là Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Thương mại Luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MCC. Dù dự án đang dở dang, MCC đã ngừng thi công, khiến cho dự án chậm tiến độ hơn 10 năm. Song Tisco đã thanh toán cho nhà thầu hơn 107 triệu đô la, tương đương với 2.064 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải như đang ngồi trên đống lửa. MCC đã nhập khẩu cung cấp khoảng 3.500 tấn thiết bị, máy móc đến công trường, nhưng được xác định nhiều loại vật liệu, máy móc không đúng quy cách chủng loại, sai khác về xuất xứ, tên nhà cung cấp, xuất xứ và thông số kỹ thuật, v.v. Việc dự án bị chậm tiến độ kéo dài đã gây thất thoát cho dự án này con số tiền là tới 830 tỷ đồng, là tiền lãi vay ngân hàng. Sai phạm này có sự liên đới chịu trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải. Sai phạm thì rất lớn, tuy nhiên có khởi tố hay không là một chuyện khác. Vụ án này nó mang màu sắc đấu đá chính trị nên việc công an điều tra có thể để đó và lúc có hữu ích sẽ có một thế lực chính trị nào đó lợi dụng và tiếp tục đưa ra. Nhất là ngay trước kỳ đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới. Nói chung là Bộ Công an đã nắm hết sai phạm của Tisco 2. Hồ sơ sai phạm đã có đầy đủ, chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh là Tô Lâm sẽ ra tay bắt bất cứ lúc nào. Tisco 2 nợ ngày càng phình to. Đến nay đã 13 năm kể từ ngày bắt đầu triển khai, dự án Tisco 2 vẫn là công trình dang dở. Theo lãnh đạo của công ty gang thép Thái Nguyên, Tisco do các vướng mắc không thể giải quyết dứt điểm của hợp đồng EPC với nhà thầu chính, tức là Tập đoàn Xây lắp Luyện kim Trung Quốc MCC và 14 nhà thầu phụ Việt Nam, nên dự án tạm dừng, chưa biết tiếp tục triển khai thi công khi nào. Những gì mà Tisco làm trong thời gian qua là gửi nhiều báo cáo tới chính phủ, các ban, ngành và chờ ý kiến chỉ đạo. Thời gian không chỉ làm hoen dỉ dây chuyền, máy móc, thiết bị nhập về, mà có khiến khối nợ của Tisco mỗi ngày một phình to. Số liệu cập nhật mới nhất của doanh nghiệp gang thép này vào cuối năm 2019 cho thấy tổng chi phí dự án Tisco 2 đã lên tới gần 5.362 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi, vay, vốn hóa sắp xỉ đã 2.155 tỷ đồng, gần ngang ngửa với nợ gốc. Khối tài sản này có thể nói là xem như mất trắng. Vậy thì, nếu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an yêu cầu giám định tài sản để xác định giá trị thất thoát của dự án, thì lúc đó không chỉ ban lãnh đạo nhà máy Tisco 2 bị kết tội nặng hơn, mà cả ông Hoàng Trung Hải cũng khó thoát khỏi tội chồng tội. Cũng vào năm 2019 là lần đầu tiên công ty kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính của Tisco. Dù là các năm trước đã liên tục tiến hành và nhấn mạnh vấn đề liên quan dự án mới, đến tận cuối năm 2019, hơn 675 tỷ đồng nợ gốc của Tisco đã rơi vào tình trạng quá hạn. Nợ phải trả ngắn hạn cao hơn tài sản ngắn hạn tới 2.885 tỷ đồng. Tổng quy mô nợ của Tisco xấp xỉ là 4.853 tỷ đồng, đóng góp hơn một nửa nguồn vốn. Đối với khoản vay nợ cho dự án Tisco 2, dư nợ đến cuối năm 2019 tăng thêm 284 tỷ đồng, đạt 3.565 tỷ đồng. Với khoản nợ của Tisco 2 thì ông Hoàng Trung Hải đã phá tiền nhà nước không thua gì ông Đinh La Thăng, và đương nhiên đây là số tiền ngân sách thuộc của người dân Việt Nam. Được biết cả Hoàng Trung Hải lẫn Đinh La Thăng đều là cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Tấn Dũng trước đó, và Đinh La Thăng thì đã sổ khám và ra tòa tổng cộng 4 lần với án chồng án. Và lẽ nào Hoàng Trung Hải có thể thoát đây? Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải có nguy cơ sẽ bị giống như ông Đinh La Thăng. Tội của ông Hoàng Trung Hải không chỉ là Tisco 2. Ngoài sai phạm ở Tisco 2, ông Hoàng Trung Hải còn dính tới sai phạm của PVN khi quyết định đầu tư ở Venezuela làm nhà nước mất trắng 500 triệu đô la. Vào tháng 6 năm 2007, thay mặt chính phủ Việt Nam, ông Hoàng Trung Hải đã đồng ý về nguyên tắc để PVN đàm phán với Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela về việc thành lập các công ty liên doanh khai thác và nâng cấp dầu khí Lô Junin 2 tại Venezuela. Tuy nhiên, việc triển khai dự án này cũng dính đến nhân vật cộm cán là cấp trên của ông Hoàng Trung Hải, đó là
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2010, trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói như sau: "Đây có chủ trương của chính phủ và đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước cũng đã có thảo luận với Tổng thống Venezuela về chủ trương này, cũng nói như các đồng chí là chúng ta thiếu năng lượng, chúng ta phải tìm kiếm các nguồn năng lượng để đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Chủ trương Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để có thêm nguồn dầu, thêm nguồn năng lượng là một chủ trương đúng." Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải từng dự lễ khai trương mỏ dầu của Liên doanh Dầu khí Việt Nam Venezuela. Đến tháng 4 năm 2012, ông Hoàng Trung Hải khi đó là Phó Thủ tướng đến dự lễ khai trương mỏ đầu tiên của Liên doanh Dầu khí Việt Nam Venezuela tại khu vực Junin 2. Nhưng đầu năm 2013, ông Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN Phùng Đình Thực đã công khai xác nhận dự án Junin 2 đang gặp khó khăn, thách thức lớn và chậm tiến độ. Và ngày 2 tháng 12 năm 2013, Văn phòng Chính phủ cũng thông báo, theo chỉ đạo của Thủ tướng, dự án tạm dừng triển khai. Kết quả dự án này đã làm nhà nước mất trắng hơn 500 triệu đô la, và đương nhiên đây là tiền công quỹ và là tiền của nhân dân Việt Nam. Trách nhiệm cho những sai phạm này là tất nhiên là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải. Tuy nhiên, việc bắt ông Nguyễn Tấn Dũng gần như không thể. Còn ông Hoàng Trung Hải thì nếu ông Trọng khui lại vụ án này thì ông Hoàng Trung Hải cũng khó thoát tội. Và tất nhiên, với những thông báo trước đó của ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra thì bản thân ông Tổng Bí thư trước đó cũng có vấn đề liên quan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 với bản tin "Ông Trọng khơi lại vụ án Tisco 2, Hoàng Trung Hải đang run rẩy". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.